chưa biết bác chủ thì anh nói đây là anh Thiện này, anh Thiện ở dưới Tam Hưng nhỉ, Tam Hưng Thanh Oai nhỉ. Thôi cứ quay lại, tí nữa làm quen sau. Không về không có gì mà xem. Đẹp ngay là phải quay lại. Em xin phép em quay lại tí để về còn xem anh nhá. Không có về quên mất thì chết. Đấy, cây si kinh điển. Chưa ra triển lãm nào nữa. Chưa. Bây giờ nó ra ngoài nó sao động lắm, nó dễ bị cám dỗ lắm. Đấy. Đấy. Quy si mà hoàn thiện cái độ dăm như này, lạ như này thì đúng rồi. Cốt cán, từ cốt cán cho đến phân chi rồi rất hợp lý. Mà lại được cái bộ dăm nó như Mai Chú Thủy. Xì làm vừa cái khung cái cốt là rất cổ mà cái form dáng lại làm dằm rất hiện đại, làm rất hiện đại. Cái xì chùi ui trời ơi, đây các bác nhìn cái dằm này, anh em đi. Mấy anh em đi chơi. Tôi sẽ chắc là sẽ một số anh em mà có điều kiện tôi sẽ giới thiệu lấy cây này và người ta có điều kiện để lấy thì nên sở hữu. Đấy, bác chủ đây. Bác chủ đội mũ này. Đây là mình còn hay cắt quần áo, bắt đầu anh từ đây ra. Lúc ở nhà xong hùng luôn tiếp con này ra mà, bắt chuyển tới đây, bắt to khối rồi, có nhiều. Cây rất nghệ thuật, cây này hay. Ông Huân ông ghép hay nhỉ? Đấy lúc ông Huân ông ghép rồi, có là tặng cho bạn đúng không? Ông cây ông Thành bộ người ở đây cây này xưa bạn nhiều, Huân tặng bạn. Tặng hay là không? Mình bán, hiểu bán giá hợp lý. Bạn bán cho Huân. Cái điểm chuyển chiếc vật cục đứt kinh. Đấy. Vẽ ra rất dẻo, vẽ dầm vẽ bóng ra rất dẻo, rất thoáng mà lại hợp lý, rất dẻo. Cây xanh của em có cái bệ bệ rất thiếu em, anh bảo là có khi xuống anh ấy không thật nữa. Nhưng mà ghép là ghép nhất là bể đá. Hai bên nó sát rồi. Dẻo thế nhỉ. À. Đấy, cái quả này các bác nhìn đã thấy cái sự hiện đại của làm này. Các bác nhìn, đấy. Lắc lấy nguyên cái khẩu này làm quả này. Thì có thể nhiều cái nó ghép thành một cái ngọn này, các bác hiểu, hình dung không? Đúng không? Đấy, thì nó sẽ đầy xung quanh, nó không bị lép ở chỗ nào cả. Đấy, chỉ dày thêm cái chỗ này đánh sang cái này với cái bên kia, nó có cái da, tay nó to hơn một chút thì là ok. Tất nhiên mình chẳng dám chê cái gì, chỉ có là nó đang hướng đi nó là như vậy. Đấy, các bác nhìn cái xì cúc đỏ chuyển cổ này giật rất hay, rất dẻo. Canh trâu cũng đẹp. Này. Đấy. Hôm nào về alo nội bộ gái xem có khi lại. Cây này nghệ thuật đấy, lấy được. Lạ, rất lạ, rất nghệ thuật đấy. Cây này mà cho bò xuống nước nữa thì cũng hay đấy, tuyệt vời đấy. Để lên một cái khay cỡ này, trồng cả chậu lên cái khay nước. Dầm riết rất mập, rất khỏe. Tuổi trên đá cũng có rồi. Nghệ thuật. Bác này cũng có làm phong cách, cũng nhìn là nhận ra đấy, riêng đấy, có nét. Có nét riêng đấy. Đấy, về cái dăm này, cái phân ra này nhìn là rất là rõ cái phong cách và cái khẩu độ ngọn này. Mà cái cách bác ấy lấy bông ấy, dăm là có một nét riêng đấy, khá là hiện đại. Có nét riêng, khá là hiện đại.
đấy, nhìn là có thể nhận ra cái nét cây của bác qua cái cây si này, cái cây xanh này đang làm là nhìn là biết, chắc là gặp một cây mới mới là nhìn là biết đấy. Đẹp, cái này đẹp. Đấy, thiên hạ nhiều cây đẹp lắm, không có tiền mua thôi. Xì này, hàng cầm tay này. Có mỗi đá với nước. Con này cũng giá trị này. Con này cũng giá trị. Này cho vào cái chậu rải quạt thì đẹp lắm. Cái này cũng giá trị. Nguyễn. Đây, còn con này thì sạch sẽ quá rồi. Không chê được đâu. Dằm riếc cũng rụt. Cắt quá nhiều lần rồi nó rụt. Kinh điển đấy, cỡ mini tầm trung có cây này với cây si kia đây, cây si nhỏ này, cỡ to to thì cây si kia không có đối thủ rồi, sạch này, rất sạch. Đấy, đường lắc, đường chuyển nó. Nhìn, bể rễ. Cứ phía đều ổn. Đấy. Đẹp lắm. Bà bảo em đưa ăn ở nhà nhé. Đấy. Đẹp, đẹp, cái phôi này cũng đẹp. Đấy, quan trọng là mà hợp lý được là make về cái là hay đấy anh. Ngày xưa anh bảo nó rồi nhưng nó không thích lắm. Nhưng mà con này quá đẹp đấy. Nó là nghệ thuật đấy anh. Nhưng cây quan trọng phải thích cơ. Đấy, mà cái cỡ của nó ý mình cơ, máu mình cơ, nhanh chán lắm. Mà cái cỡ của nó bày trí nó cũng dễ. Nhanh chán là đấy. À không, thì mình thích thì mình hỏi xem nó phù hợp với mình cảm thấy nó đấy. Phù hợp không có lại đi tìm cái khác nhiều. Đúng gu mình còn nhiều lắm. Đây có cái trứng gà này cũng hay này. Cái trứng gà này cũng lạ đấy. Không kiểu thích kiểu gượng gượng ấy là phải sao. Đúng rồi. Nhìn nhìn phát là bị hút hồn là thôi chị trúng đòn rồi, trúng thuốc rồi đấy, trúng thuốc điều trị rồi. Cái trứng gà này thích, tôi thích những cái là lạ, trứng gà hay là hồng xiêm tôi thích lắm. Nhưng mà đổ quái này rất hay đấy, đường co đường rất là hay. Tại sao mình thích đấy, có thể đấy, không có cái sẹo nào. Đây. Ui, cái củ của du này kinh. Đóng đinh. Củ cây du, du. Lộc vườn. Con này cũng sao cũng nghệ thuật này. Con này cũng được. Này ổn. Đấy, cái phôi này chất lượng, liền chất lượng. Đang níu định hướng này. Đây, con này chắc là làm đôi với con rẻ quạt này. Con này thì kinh điển hơn, rẻ quạt này. Đấy, con này chắc là một đôi với cái vừa chắc một đôi chậu giống nhau đây, nhưng con này nhỏ hơn chút. Cũng hoàn thiện, độ hoàn thiện cũng cao. Bác cái thửa được một đôi ôm chậu này bác đấy chứ. Bây giờ si nó đắt hơn xanh.
Đấy. Đẹp, đẹp quá mà. Rất nghệ thuật, hoàn thiện. Đấy, đấy, cái xì. Rồi, ok anh. Tới rồi. Em xong rồi, xuống. Xong chưa? Xong rồi. Đấy đi, cứ thoải mái đi. Xong rồi, hết rồi, hết rồi. Bà đang có đôi đổ hộp chậu này. Đây này, con này mới đôi rồi. Cứ quay đi, thoải mái. Em xong rồi, quay hết các cây rồi. Xuống thôi, tí xuống làm quen bác chủ sau chưa biết. Rồi, ok các bác. Ở đây, cái này, trụ cái này, cái này. Đẹp. Rồi, xin chào các bác nhé. Có thông tin tôi sẽ ghi bên dưới sau nếu có nhé các bác nhé.